Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì tôi vừa nhận được một gói hàng của một vị khán giả, đó chính là anh Tú. Anh Tú ở Thanh Xuân, Hà Nội. Thì gói này là gói motor. Anh Tú bảo là có rất là nhiều cho nên là gửi bớt cho tôi để tôi nghiên cứu. Thì khi nhận được thì tôi cũng hơi bất ngờ bởi vì cái gói hàng này khá là to. Đấy, quý vị có thể nhìn này. Đấy. Khá là to. Nó phải tương đương với 15 nhân với 30. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mở ra xem bên trong gồm những gì. Rồi, anh Tú đóng hàng cẩn thận quá. Rồi, bên trong đầu tiên đó chính là chiếc motor bước. Và đây là cũng là một chiếc motor BRDC. Đây nữa. Và đây nữa. Rồi, xem bên trong hộp này có gì. Bên trong này cũng là motor quý vị ạ. Đây. Con này bé xíu luôn. Đây cũng là một chiếc motor, có thể là motor bước. Đây rồi, thưa quý vị. Như vậy thì có tổng cộng là 7 chiếc motor mà tôi cũng nghĩ rằng là 7 chiếc này ở cùng chung một máy photo, bởi vì là cái chân lẫn cái ký hiệu nó cũng khá là tương đương với nhau. Đấy, thì lát nữa tôi sẽ kích chạy thử mấy chiếc motor này xem thế nào. Và hai chiếc này thì tôi cũng nghi ngờ nó là motor bước. Tại vì khi tôi xoay thế này thì tôi cảm thấy cái lực trả của nó đấy, và chiếc này cũng vậy, đây cũng là motor bước. Rồi thì hai chiếc motor này như tôi đã nói thì tôi cũng chưa nghiên cứu tới, cho nên là tôi sẽ chia sẻ sau khi mà tôi đã nghiên cứu được. Tạm biệt ạ. Rồi thì còn lại năm chiếc này. Năm chiếc này thì bây giờ tôi sẽ lần lượt kiểm tra dây và kích chạy. Đấy. Như chiếc này chẳng hạn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái cách kích chạy cho chiếc motor này. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì với những chiếc motor mà ít chân như thế này thì nó chạy có một nguồn thôi. Đấy, thì ở đây nó không ghi ký hiệu gì cả. Cho nên là tôi sẽ căn cứ vào con tụ này. Con tụ này sẽ thường thường sẽ là đây. 35V, 47mm thì chắc chắn đây là con tụ mà lọc nguồn vào rồi. Thì tôi sẽ đấu dây dương nguồn vào chân dương của con tụ và dây âm nguồn vào chân âm của con tụ. Và sau đó tôi sẽ dùng một cái dây nối với âm nguồn để tôi chấm vào những cái chân còn lại. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ hàn dây vào. Rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng đã xác định được là dây dương nguồn vào và âm nguồn vào. Thì lát nữa sau khi cấp nguồn thì chắc chắn là nó chưa chạy rồi. Thì tôi phải kích chạy. Thì tôi sẽ tìm chân kích chạy bằng cách là dùng một cái đầu âm hay là đầu dương để tôi chấm vào những cái đầu còn lại. Thì để làm như vậy thì trước tiên tôi phải đo. Giả dụ như bây giờ tôi dùng chân âm để tôi chấm trước. Thì tôi phải đo xem là cái chân nào thông với chân dương để tôi loại trừ cái chân đấy ra. Rồi. Đây là đồng hồ. Đang để nấc nhân 1 nha. Thì tôi sẽ đo thử. Đo thông mạch đấy. Đây chân này lên cũng như là lên nhưng mà yếu. Đây. Chính là cái chân đầu tiên này này. Đấy, tôi đo thông mạch lại này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn cho nó. Đây là âm này và đây là dương. Rồi, thì tôi sẽ kích âm trước. Xem là nó chạy vào chân nào.
Tất nhiên là tôi đã trừ cái chân đầu tiên ra rồi nhá. Chân số 2, chân số 3, chân số 4, chân số 5. Như vậy là cái motor này kích âm nó không chạy. Thì bây giờ tôi lại chuyển sang kích dương. Tôi sẽ dùng cái đầu điện dương để tôi kích thử nhá. Đầu điện dương thì đương nhiên là tôi phải trừ cái chân âm ra rồi. À đây rồi. Chân ở giữa thưa quý vị. Rồi, bây giờ tôi sẽ hàn cái chân này ra. Rồi thưa quý vị, như vậy tôi đã tìm ra được chân kích chạy, đó chính là chân ở giữa, tương đương với chân số 3. Thì bây giờ tôi sẽ đấu nó vào với chân dương luôn, dương nguồn ấy. Lát nữa tôi kẹp nguồn là nó chạy luôn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ lại kẹp nguồn. Đây là nguồn âm này, đây và đây là nguồn dương. Ok, như vậy là nó đã chạy luôn rồi. Rồi, như vậy là tôi đã kích chạy thành công chiếc motor này. Rồi, còn những chiếc khác để tôi kiểm tra xem thế nào nhé. Rồi, sau khi kiểm tra thì ba chiếc motor này có chân giống hệt nhau. Thì tôi chỉ cần làm một cái là được ba cái rồi. Bây giờ tôi chọn một cái bất kỳ đi. Cái này đi. Thì ở đây là nó có ghi chân GND này, ACCDEC. Thì tôi cũng sẽ cấp nguồn vào trong này. Đây không có cái rắc nào nhỉ. Chả nhẽ lại phải tháo ra. Xem nào. Thôi, lại tôi lại lấy cái con này đi. Vì cái con này luồn dây vào hàn được nha quý vị. Xem nào. GND, ACC, DAC và 24V. Rồi. Tôi sẽ hàn dây vào nhá. Thì nếu như ở đây thì nó có cái ký hiệu đây thì dễ rồi. Đây này. Nhưng nếu như mà quý vị nào mà thấy nó lằng nhằng quá thì cứ đấu nguồn vào theo con tụ này là được. Rồi, thưa quý vị, như vậy thì tôi cũng vừa mới hàn dây dương và dây âm nguồn vào cho chiếc motor này. Thì bây giờ tôi sẽ lại dò dây kích chạy. Thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là tôi thường hay dùng cái dây âm này để dò trước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cái đường mạch này thì thường thường là dây mát sẽ nhiều, cho nên để tránh chậm chạm chập thì tôi sẽ dùng cái dây âm để tôi dò trước. Và trước khi dò thì tôi sẽ đo thông mạch, xem là cái chân nào mà nó thông với dây dương thì tôi sẽ bỏ ra, tôi không chấm vào. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lại cấp nguồn. Đấy, thì tôi vừa mới đo thì chân một này là chân dương, thì tôi sẽ bỏ qua cái chân một này và tôi sẽ chấm vào những cái dây còn lại, cái chân còn lại ha. Đấy. Rồi tôi chấm lần lượt mà nó không chạy, chứng tỏ là con motor này có khi là cấp mà dương nguồn thì nó mới chạy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ dùng cái dây dương này để tôi dò ra chân kích chạy. Thì hai cái đầu phía dưới này tôi đã đo là nó thông với chân âm, cho nên là tôi không chấm vào phía hai cái phía dưới này nữa mà tôi chấm từ đầu này chấm lại này. Đấy. À đây rồi. Rồi như vậy cũng là chân chính giữa luôn quý vị. 1, 2, 3, 4. Đó là chân 4. Rồi thì bây giờ tôi sẽ câu dây vào. Rồi thì các bạn, như vậy tôi cũng vừa mới hàn vào chân số 4. Thì cái motor này có tổng cộng là 7 chân. Đấy, chân này chính giữa luôn nhé. Và tôi đấu với dương nguồn vì nó là kích dương. Thì bây giờ tôi sẽ lật lại sang phía bên này và tôi cấp nguồn cho quý vị xem. Đấy. Cũng chạy luôn nha quý vị. Rồi thì tôi cũng vừa mới chia sẻ xong cách kích chạy hai chiếc motor mà ít chân này. Thì những chiếc motor còn lại thì có chân giống như thế thì nó cũng kích chạy như vậy thôi.
Quý vị chỉ cần xác định con tụ này, và quý vị lưu ý rằng là nó là tụ 35V nhé, hoặc là 50V. Thì quý vị xác định là chân dương và chân âm đi theo chân tụ, và chúng ta chấm vào những chân còn lại. Thì chân nào nó chạy thì đó là chân kích chạy. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm, vì cái vấn đề này thì tôi chia sẻ cũng nhiều rồi, nhưng mà ở video này tôi vẫn nhắc lại là những chiếc motor nào mà nó có ít chân như thế này thì thường thường là motor chạy một nguồn. Thì motor chạy một nguồn thì cũng khá là đơn giản, quý vị chỉ cần cấp nguồn từ 18 cho đến 24V. Có một số ít thì nó chạy được cả 12V, nhưng thông thường thì là từ 18 đến 24V. Video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin thay mặt quý khán giả gửi lời cảm ơn đến anh Tú, người đã gửi những chiếc motor này để tôi nghiên cứu cũng như là chia sẻ để chúng ta cùng có kinh nghiệm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.